Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay của Mạnh Vlog 1, thứ ba ngày 12 tháng 7 năm 2022. Hôm nay gồm có 3 đài: đài Bến Tre, đài Vũng Tàu và đài Bạc Liêu. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, 1 đăng ký 1 like nha các bạn.